Xin chào mọi người. Tả họ. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục học bài 17, tương với phần tiếp theo của bài 6 quyển 1. Trước tiên hãy hỏi, đây là cái gì? 这是什么?这是什么? Hãy nghe và nhắc lại từ sách, âm Hán Việt là thư. su su sách gì, nguyên văn là cái gì sách? 什么书?什么书? Đây là sách. 这是书。这是书。Đây 这是书. là cái gì? 这是什么?这是什么?这是什么?